Xin chào quý vị, tôi tên là Quốc Đạt, tôi đến từ thị trường Việt Nam và ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho quý vị một cơ hội đầu tư tiềm năng, đó chính là đầu tư vào xây dựng nhà máy mủn Utera tại UAE. Utera mang đến các sản phẩm có thể giải quyết vấn đề cạn kiệt đất. Nhu cầu phân bón toàn cầu thúc đẩy tăng trưởng sản xuất phân bón ở vùng Vịnh Ba Tư. Khối lượng thị trường phân bón cho năm 2021 là 200 tỷ đô. Châu Á chiếm 55%, Nam Mỹ chiếm 21%, Bắc Mỹ chiếm 15% và Châu Phi chiếm 7%. Tại thị trường phân bón, theo dự báo, lượng phân bón hữu cơ, thực vật, động vật và khoáng sản sẽ tăng lên. Thế giới đang hướng tới những sản phẩm an toàn hơn, lành mạnh hơn và có đầy đủ các vi sinh vật cần thiết. Và lý do vì sao tình trạng sa mạc hóa ngày càng lan rộng, đất đai ngày càng cạn kiệt, cây trồng ngày càng kém phẩm chất, trên thế giới đã có giải pháp để cải thiện những vấn đề này hay chưa? Để trả lời cho câu hỏi trên, tôi xin mời quý vị xem một vài video ngắn sau đây. Mỗi video chỉ dài từ 1 phút rưỡi đến 2 phút. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ tôi sẽ bật video lên cho quý vị xem. Quý vị hãy chú ý lên màn hình. Đất là gì? Làm thế nào để tăng độ màu mỡ của nó? Tại sao phân bón hiện nay lại có hại? Nền nông nghiệp sẽ thay đổi như thế nào trong thế kỷ 22? Theo các nhà khoa học nghiên cứu tại Đại học Nông nghiệp HOM2, hậu quả của quá trình hóa học đất toàn cầu là rất khủng khiếp. Do có nhiều phân bón khoáng chất, nitrat trở thành một thành phần không thể thiếu của nước uống. Và gần các thành phố lớn, điều tồi tệ hơn là khi họ không còn một vùng đất nào có hàm lượng thủy ngân thấp hơn mức cho phép. Trong những năm gần đây, nông nghiệp đã hoạt động theo cách cũ, vắt kiệt hết nước từ đất và sử dụng phân bón hóa học rẻ tiền. Và những thất bại thường được cho là do thời tiết xấu, thiếu nhân lực và thiết bị. Trong nền nông nghiệp hiện đại, hầu như không có khái niệm về quá trình hình thành đất tự phục hồi và tất cả các nguồn lực đều tập trung vào việc triển khai công nghệ cho công nghiệp để hướng tới kết quả của chính ngày hôm nay, mà không tính đến hậu quả mà cuối cùng là dẫn đến suy thoái và bạc màu đất. Axit humic có khả năng liên kết các chất độc hại, chẳng hạn như muối của kim loại nặng, hạt nhân phóng xạ, hydrocarbon thơm và các chất xuất hiện trong quá trình sản xuất và các hoạt động kinh tế khác của con người. Đây là đặc tính bảo vệ hoặc đặc tính sinh thái chính của chúng. Các độc tố được liên kết theo cách này sẽ được khóa lại và sau đó được xử lý bởi các vi sinh vật và nó sẽ không xâm nhập được vào các cơ quan của sinh vật sống và con người. Không thể tách cuộc sống ra khỏi đất. Đất là nguồn cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho động thực vật, cho hàng trăm tỷ loài sinh vật sống trên hành tinh này và cho con người. Và đây chỉ là một phần nhỏ. Tuy nhiên, những thay đổi xảy ra với đất dưới tác động của ngành công nghiệp do con người tạo ra đang đe dọa tất cả các sinh vật sống. Theo kỹ sư, nhà phát minh Anatoly Yunitskiy, việc sử dụng phân bón hóa học, chất độc và chất thải công nghệ của toàn bộ ngành công nghiệp trên trái đất sẽ phá hủy đất phì nhiêu, hệ thống miễn dịch của sinh quyển hành tinh, chúng ta cũng làm suy yếu và hủy hoại sức khỏe của chính mình. Nếu bạn đã từng đào đất, bạn biết rằng lớp đất phía trên sẽ sẫm màu hơn. Hãy cầm nó trên tay, nhào nặn nó, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều rễ cây và những cây đang phân hủy. Đấy là lớp đất mùn, đất màu mỡ, phì nhiêu, trái đất đang ở trong sự vĩ đại nguyên thủy của nó. Điều rất quan trọng đối với thực vật đó là nó đã được sinh trưởng ở trong loại đất nào. Trong đất mùn chứa hầu như toàn bộ các nguyên tố trong bảng tuần hoàn của Mendeleev dưới dạng các hợp chất hữu cơ phức tạp, muối không hòa tan và axit humic. Những thực phẩm hiện nay không có những thứ này. Lý do thứ nhất, nó được trồng trên đất bị nhiễm độc hóa chất độc hại, chất gây ung thư và chất thải công nghiệp. Lý do thứ hai, nó chỉ được bổ sung một vài nguyên tố hóa học, chẳng hạn như nitơ, phosphor, kali.
thể biến than nâu thành phân bón thì một công nghệ độc đáo đã được phát triển để hồi sinh nó nhờ quần thể vi khuẩn đất. Ở giai đoạn đầu tiên, than được nghiền trong máy nghiền sau đó được xử lý điện thủy lực trong máy sung điện. Điều này làm tăng tính dễ hấp thụ của than như một chất nền dinh dưỡng cho vi khuẩn. Đồng thời, các chuyên gia nuôi cấy vi khuẩn đất trong điều kiện vô trùng đặc biệt. Sau đó, than nghiền được trộn với vi khuẩn. Bây giờ thì sản phẩm đã sẵn sàng để bón vào đất. Xét về chất lượng tăng trưởng, nó thậm chí còn vượt qua các loại phân bón hữu cơ nổi tiếng hàng nghìn năm như phân chuồng, phân chim, sapropel và than bùn. Thử nghiệm đang được thực hiện trên những luống cát sạch cao ở bãi đất trống, cũng như trên những mảnh đất không được canh tác nông nghiệp trong những năm gần đây và trong nhiều thập kỷ trước đó là một thao trường xe tăng. Kết quả của thí nghiệm cho thấy rằng thậm chí 1% nhỏ của mùn sinh học đều giúp nông dân có được năng suất cao. Ngày nay, chúng tôi đã thực hiện và triển khai thành công một số kiểu mái nhà phủ xanh nhờ vào việc ứng dụng mùn sinh học. Ví dụ như những mái dốc sẽ dành để trồng các cây cỏ mọc thấp, mái bằng với các độ dày đất khác nhau, có thể chọn các cây mọc thấp và cả cây có bộ rễ ăn sâu đến 1 mét và nhà có mái bằng kính. Bằng cách cho thuê những ngôi nhà có mái được phủ xanh, nhà có vườn và nhà kính, chúng tôi đã mang thiên nhiên vào cả nơi ở của con người. Hơn nữa, chúng tôi không loại bỏ những thành tựu của khoa học và công nghệ cần thiết cho sự thoải mái, tiện lợi. Ngược lại, nhờ các giải pháp xanh này mà chất lượng không khí khu vực được cải thiện, điều kiện sử dụng của các tòa nhà được hoàn thiện, chúng được làm mát vào mùa nóng và giữ nhiệt vào mùa lạnh. Hơn nữa, con người có thể trồng lương thực cho gia đình mình cả trên mái nhà và cả trong nhà của mình. Theo tôi, đây là một bước tiến vĩ đại hướng đến các thành phố khỏe và trong lành. Các nhà khoa học khẳng định rằng trong 200 năm tới, ngành nông nghiệp thế giới không mong đợi sẽ có những vụ mùa bội thu. Vấn đề đất bị bạc màu, cằn cỗi đang trở thành một vấn đề nhức nhối. Trong lĩnh vực nông nghiệp, những thay đổi mang tính cách mạng từ lâu đã là vấn đề cấp thiết. Nhưng may mắn thay, giải pháp đã được tìm thấy. Quý vị có để ý, câu cuối của video là giải pháp đã được tìm ra. Vậy quý vị có thể comment giải pháp đó là gì không ạ? Chúng ta hãy cùng dành ra 10 giây để quý vị có thể viết ra đáp án của mình nhé. Vâng, chính xác, đó chính là Utera. Mùn sinh học Utera là chất bổ sung thành phần hữu cơ tự nhiên cho đất, thu được nhờ quá trình xử lý chất thải hữu cơ đã qua lựa chọn một cách cẩn thận bằng các con giun đất đặc biệt. Nó chứa đầy đủ các chất khoáng, enzyme, vitamin cũng như là các nguyên tố đa lượng và vi lượng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Quý vị có thể thấy hình ảnh bên cạnh là Ngài Chủ tịch với những con sâu đất đặc biệt. Mùn sinh học Utera đảm bảo sản phẩm thu được thân thiện với môi trường, kích thích hoạt động tự nhiên của các vi sinh vật và enzyme có lợi, tăng cường khả năng miễn dịch của cây trồng và phục hồi sự màu mỡ tại những vùng đất bạc màu. Hoàn toàn vô hại khi sử dụng với bất kỳ nồng độ nào đối với bất kỳ loại đất nào, là phân hữu cơ 100%. Chiết xuất mùn đất lỏng Utera là chất kích thích sinh trưởng thực vật có hoạt tính sinh học cao, có chứa các mối hòa tan của axit humic, axit fulvic, humin cũng như toàn bộ các vi sinh vật có giá trị nông học với nồng độ cao. Quá là tuyệt vời phải không quý vị? Vậy mùn chiết Utera được tạo ra như thế nào? Mùn chiết Utera được tạo ra là nhờ các vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí hữu ích, được tuyển chọn cẩn thận cho đất, phát triển trong môi trường dinh dưỡng với công thức độc đáo riêng. Trong thành phần nguyên liệu gồm có than nâu, rỉ đường, mật ong, mùn sinh học và các yếu tố hữu cơ bổ sung. Các giai đoạn của mùn chiết Utera. Thứ nhất, nhập than mùn, than đá. Thứ hai, chiết xuất axit humic. Thứ ba, tối ưu hóa thành phần, hiệu chỉnh độ axit. Thứ tư, tiến hành cấy vi khuẩn. Và thứ năm là phát triển thành mùn chiết.
và mùn chiết Utera thì có những khả năng như là tăng năng suất và chất lượng nông sản, đẩy nhanh quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, phục hồi và duy trì độ màu mỡ của đất, điều hòa pH đất, bảo vệ thực vật, kháng bệnh và địch hại. Vậy, ưu thế của sản phẩm Utera là gì? Thứ nhất, chỉ sử dụng các thành phần tự nhiên làm nguyên liệu thô. Thứ hai, hàm lượng hợp chất hữu cơ cân bằng. Thứ ba, trong thành phần của các loại muối có axit humic và đầy đủ các vi sinh vật có giá trị nông học. Thứ tư, sản phẩm này thuộc danh mục chất vô hại hoặc ít nguy hại. Và trên thị trường không có loại phân bón tương tự bởi vì để tạo ra nó, tác giả đã nhân giống một loại giun đất đặc biệt. Tác giả đã phát triển công thức dinh dưỡng bản quyền và ngân hàng đất đã được thu thập từ những nguồn đất đai màu mỡ chưa chịu tác động của con người từ 105 vùng sinh thái của 5 lục địa trên hành tinh và được chuyển đến Belarus. Và đây là những chứng nhận mà Utera đã đạt được. Thứ nhất là chứng nhận mùn sinh học TIBI 1924-250760182023, chứng nhận mùn chiết Utera TIBI 6914-35133-006-2022, chứng nhận cho chất bón hữu cơ tổng hợp dạng lỏng cho cây trồng Utera, Utera Oasis TIBI 6914-35133-007-2023. Kết luận chất lượng được cấp cho RUE, Viện Khoa học Đất và Hóa chất Nông nghiệp, Viện Khoa học Nhà nước, Viện Quản lý Thiên nhiên và Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus, Phòng Thương mại và Công nghiệp Belarus. Sản phẩm Utera có nhu cầu trong nông nghiệp, hãy trồng các loại rau, trái cây và quả mọng ngon, tốt cho sức khỏe để phục vụ cho nhu cầu cá nhân của bạn. Trong canh tác tư nhân, hãy trồng và bán các sản phẩm tự nhiên không có tạp chất hay hóa chất bổ sung nào. Trong trồng hoa, hãy trồng những bông hoa màu sắc rực rỡ mà bạn thích ở trong nhà kính hay trong lồng kính. Vậy, chiến lược marketing của Utera là như thế nào? Định vị thương hiệu và sản phẩm trên thị trường, thu hoạch tự nhiên, độ an toàn của sản phẩm, tình yêu dành cho đất của mình và thân thiện với môi trường. Điểm nhấn thương hiệu của Utera, thứ nhất, giá cả phải chăng. Thứ hai, hiệu quả của sản phẩm. Thứ ba, thành phần độc đáo. Thứ tư, bảo đảm chất lượng. Và cuối cùng là khuyến nghị sử dụng hiệu quả và sản xuất cây trồng. Việc sử dụng mùn chiết Utera và mùn sinh học tự nhiên sẽ giúp tăng sản lượng và phát triển nguồn thực phẩm hữu cơ sạch. Bạn sẽ cảm nhận được thực phẩm của mình ngon hơn, cây trồng thơm hơn và độ màu mỡ của đất trồng sẽ giữ được trong nhiều năm. Và kể cho quý vị một câu chuyện nho nhỏ về người phụ nữ đang ở phía bên phải của slide. Đây là bác Ngát, một đối tác trong cộng đồng SWC và là một người nông dân cực kỳ yêu nghề tại Lạng Sơn. Trong số những loại nông sản mà bác trồng có quả dưa chuột, và dưa chuột của bác thì cần một chất lượng cực kỳ cao vì sản phẩm này sẽ được cung cấp cho những nơi sản xuất mặt nạ làm đẹp. Quý vị có muốn lắng nghe kết quả thu hoạch dưa chuột của bác Ngát khi sử dụng mùn Utera không ạ? Nếu quý vị muốn nghe, hãy comment chữ có đi ạ. Dạ vâng, tôi đã nhìn thấy những comment muốn nghe. Vậy nên sau đây, tôi sẽ kể cho quý vị nghe kết quả của bác so với hàng xóm khi không sử dụng Utera nhé ạ. Hàng xóm chỉ thu được 2 tấn dưa chuột trên một xà bắc bộ, trong khi đó bác Ngát lại thu được đến tận 3,5 tấn dưa chuột trên một xà bắc bộ. Vậy là gấp 1,5 lần nhà hàng xóm phải không ạ? Và tôi còn được biết rằng vụ đó còn dính một trận mưa bão ngập lụt. Vậy, quý vị thử tưởng tượng xem nếu thời tiết thuận lợi thì sản lượng sẽ còn là bao nhiêu? Kết quả này đã được mang sang Belarus để kể với ngài Unitsky và anh Denis, giám đốc của thương hiệu Utera, và họ đều nói kết quả này thật tuyệt vời. Có một điều đáng nói nữa, đó chính là mùn chiết dạng lỏng Utera tự tin khẳng định là tốt gấp 10 lần những loại đang có trên thị trường và giá thì vô cùng rẻ, lại còn cô đặc nữa. Vậy nên, việc sử dụng rất tối ưu một xào bắc bộ trồng dưa chuột mà chưa dùng hết một chai mùn Utera. Quý vị có cảm thấy Utera tuyệt vời không ạ? Hãy comment số 1 cho sự tuyệt vời này của Utera đi ạ.
Cảm ơn quý vị. Tiếp theo là thành lập công ty Utera Middle East Agro Industry. Công ty được thành lập để sản xuất mùn sinh học và mùn chiết Utera. Hiện tại, một khu phức hợp nhà kính sinh quyển đang được xây dựng. Sustainable Biosphere Cluster bao gồm tòa nhà chính, nhà máy, cụm nhà kính, phòng thí nghiệm và cơ sở hạ tầng đi kèm. Việc xây dựng được xác định tại khu kinh tế Ras Al Khaimah, UAE. Ras Al Khaimah là một trong những khu kinh tế lớn nhất, trong đó bao gồm hơn 770 các công ty sản xuất hàng đầu, hơn 100 quốc gia và hơn 50 các ngành công nghiệp. Những ưu thế của vị trí sản xuất Utera: thứ nhất, khả năng sử dụng các giải pháp có hiệu quả về kinh tế khi thực hiện dự án. Thứ hai, thuế quan thoải mái. Thứ ba, gần các trung tâm logistics lớn. Ba giai đoạn xây dựng bao gồm: giai đoạn 1, thực hiện các công việc chuẩn bị, lắp đặt hàng rào, xây dựng các công trình phụ trợ và phòng thí nghiệm. Giai đoạn 2, tổ chức đường đi đến, xây dựng ký túc xá cho nhân viên, thiết kế và xây dựng tòa nhà chính. Giai đoạn 3, thiết kế và xây dựng nhà kính kín, phân bổ khu vực ngoài trời để chứng minh tính hiệu quả của sản phẩm. Các nguyên tắc cơ bản của dự án: thứ nhất là sử dụng các thành phần tự nhiên ở mỗi giai đoạn. Thứ hai, sản xuất thực phẩm sạch, mang tính tự nhiên, thân thiện với môi trường. Thứ ba, sử dụng không chất thải đối với mọi loại nguyên liệu và thành phần. Thứ tư, ứng dụng phương pháp tiếp cận thực tế dựa trên kinh nghiệm có được và kiến thức khoa học. Công nghệ tiên tiến đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Độ an toàn, sự thoải mái, khả năng tiếp cận của các phúc lợi xung quanh, tất cả điều này trở nên khả thi nhờ vào việc triển khai các giải pháp đổi mới để các công nghệ có nhu cầu nhìn thấy ánh sáng. Một hệ sinh thái mạo hiểm nhân ái quốc tế lớn, Skyworld Community, đã được tạo ra, chuyên tài trợ cho các công nghệ xanh. Qua mỗi năm, chúng ta ngày càng nói nhiều hơn về sức khỏe và sinh thái. Một phần không thể thiếu của điều này là dinh dưỡng hợp lý. Để phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường với khối lượng đủ, cần phải tăng độ phì nhiêu của đất. Trong quá trình nghiên cứu sinh hóa, một nhóm các nhà khoa học do nhà khoa học và nhà phát minh Anatoly Initsky đứng đầu đã tạo ra mùn chiết Utera, chất kích thích sinh trưởng thực vật có hoạt tính sinh học cao, có chứa các mối hòa tan của axit humic, axit fuvic, humin, cũng như toàn bộ các dòng sinh vật nông nghiệp hữu ích. Cơ sở của mùn chiết Utera là mùn sinh học, là chất bổ sung thành phần hữu cơ tự nhiên thu được nhờ quá trình xử lý chất thải hữu cơ đã qua lựa chọn một cách cẩn thận bằng các loại giun đất đặc biệt. Chỉ các thành phần tự nhiên được sử dụng làm nguyên liệu thô như than nâu, than bùn, mùn sinh học tơi xốp, rỉ đường, mật ong và các loại khác. Trong mùn sinh học chứa đầy đủ các chất khoáng, enzyme, vitamin cũng như các nguyên tố đa lượng và vi lượng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Nó hiệu quả gấp 10, 15 lần so với những loại phân bón hữu cơ đã biết và hoàn toàn vô hại khi sử dụng với bất kỳ nồng độ nào. Tại sao mùn sinh học lại có nhu cầu tới vậy trong thế giới hiện đại? Bởi vì nó đảm bảo sản phẩm thu được thân thiện với môi trường, tăng cường khả năng miễn dịch của cây trồng và phục hồi sự màu mỡ tại những vùng đất bạc màu là phân hữu cơ 100%. Mùn chiết Utera trên cơ sở mùn sinh học tự nhiên tăng năng suất và chất lượng nông sản, đẩy nhanh quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, điều hòa pH đất, kích thích sự phát triển của hàng ngàn loại vi sinh vật đất hữu ích bảo vệ cây trồng khỏi bệnh tật và sâu bệnh. Chiết xuất mùn đất lỏng Utera được tạo ra nhờ các vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí hữu ích được tuyển chọn cẩn thận cho đất, phát triển trong môi trường dinh dưỡng với công thức độc đáo riêng. Để tạo ra ngân hàng đất, người ta đã sử dụng nguồn đất đai màu mỡ, chưa chịu tác động của con người, nguồn đất từ 105 vùng sinh thái sạch của 5 lục địa được chuyển đến Belarus trước khi đại dịch coronavirus bắt đầu. Các sản phẩm được sản xuất đã được thử nghiệm tại các khu thí nghiệm và được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Nó cho thấy hiệu quả cao và có thể được sử dụng cho việc trồng cây nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường và phục hồi độ phì nhiêu cho đất. Quá trình phát triển, chiết xuất mùn đất lỏng Utera và sản xuất mùn sinh học tuân theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, có hợp tác với các viện nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Belarus, các phòng thí nghiệm nghiên cứu của Nga và nước ngoài. Hiện tại, các sản phẩm của chúng tôi đã có nhu cầu trong kinh tế, trồng các loại rau, trái cây và quả mọng ngon tốt cho sức khỏe để phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Trong canh tác tư nhân, bán các sản phẩm tự nhiên, không có tạp chất hay hóa chất bổ sung nào.
Trong trồng hoa, trồng những bông hoa màu sắc rực rỡ mà bạn thích ở nhà, trong nhà kính hay lồng kính. Sử dụng chiết xuất mùn đất lỏng Utera và mùn sinh học tự nhiên sẽ giúp tăng sản lượng và phát triển nguồn thực phẩm hữu cơ sạch. Bạn sẽ cảm nhận được thực phẩm của mình ngon hơn, cây trồng thơm hơn và độ màu mỡ của đất trồng sẽ giữ được trong nhiều năm. Để sản xuất đủ số lượng sản phẩm, người ta đã lên kế hoạch tạo ra một cụm sinh quyển bền vững theo định hướng phát triển của nền kinh tế. Dự án có tính khả thi về mặt tài chính, khả năng hoàn vốn, đáp ứng nhu cầu của thị trường, có lãi và được khuyến khích triển khai. Kết quả sẽ xây dựng khu phức hợp nhà kính sinh quyển hiện đại với chu kỳ toàn diện từ sản xuất phân bón sinh học hữu cơ đến canh tác các sản phẩm nông nghiệp tự nhiên, điều chưa từng có hiện nay trên thế giới. Kế hoạch thành lập công ty sản xuất Utera được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn sản xuất các thành phần, yếu tố dinh dưỡng hữu cơ và cơ cấu khu phức hợp nhà kính sinh quyển ở dạng nhà kính. Giai đoạn tổ chức trồng cây nông nghiệp trên khu đất trống và tiến hành chăn nuôi hữu cơ. Giai đoạn phát triển, việc xử lý rau quả, cây trồng cùng với đó là chế biến và bán sản phẩm, phục vụ cho nhu cầu của người dân UAE. Các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi đã được nghiên cứu chi tiết, chất lượng của người dùng cuối đã được phân tích, chiến lược tung sản phẩm ra thị trường thế giới đã được phát triển. Việc xây dựng nhà máy sẽ được thực hiện tại một trong những khu vực pháp lý được bảo vệ tốt nhất UAE. Điều này sẽ làm tăng cơ hội thành công của dự án, sự ổn định trong hoạt động dự án cũng được tạo điều kiện từ các quốc gia quan tâm đến sự phát triển toàn diện của khu vực Skyworld Community triển khai tài trợ dự án với các điều khoản có lợi cho các nhà đầu tư. Bạn có thể trở thành nhà đầu tư của tổ hợp sản xuất và nhận phần lợi nhuận của mình trong thời gian hoạt động của nhà máy sản xuất. Sau khi xem video, quý vị có thấy là Utera rất hữu ích hay không? Nếu cảm thấy hữu ích thì quý vị hãy comment con số 3 đi ạ. Dạ vâng, cảm ơn những comment của quý vị. Và quý vị không những nhận được lợi ích Utera mang lại, mà quý vị còn có cơ hội đầu tư xây dựng nhà máy mùn tại UAE. Và để biết quyền lợi khi đầu tư là gì, tôi sẽ nói với quý vị ngay sau đây. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản về dự án Utera. Thứ nhất, dự án Utera cần huy động vốn là 20 triệu đô, bao gồm 3 vòng tài trợ vốn, thời gian hoàn thành xây dựng là vào năm 2025, thời gian hoàn vốn đầu tư là từ 3 đến 5 năm, lợi nhuận tiềm năng hàng năm cho nhà đầu tư là 17,5% cho đến 46,8%, trong đó 17,5% là lợi nhuận ước tính trên lô tối thiểu khi đầu tư trả góp. Bắt đầu trả lợi nhuận cho nhà đầu tư là vào năm 2024 đến năm 2025. Cơ hội đầu tư là bây giờ bạn có thể đầu tư vào việc sản xuất các sản phẩm Utera và nhận đến 55% lợi nhuận ròng của công ty theo như điều kiện của vòng đầu tư thứ hai. Và hiện nay cũng đang là vòng gọi vốn thứ hai của Utera. Chúng ta có thể xem bảng phía bên phải đây, đó chính là những gói đầu tư của Utera, bao gồm gói 100.000 đô, gói 50.000 đô, 20.000 đô, 10.000 đô, 5.000 đô, 2.000 đô, 1.000 đô và 500 đô. Chúng ta hãy cùng xem gói đầu tư 100.000 đô. Lợi nhuận phân bổ cho các nhà đầu tư là 55%, cho công ty SWC và US Discovery là 45%. Lợi nhuận ròng kỳ vọng cho nhà đầu tư là 42.900 đô. Tiền lãi kỳ vọng hàng năm của nhà đầu tư là 42,9%. Với gói 50.000 đô, lợi nhuận được phân bổ cho nhà đầu tư là 50%, công ty SWC Discovery là 50%, lợi nhuận ròng của nhà đầu tư là 19.500 đô và tiền lãi kỳ vọng hàng năm của nhà đầu tư là 39%. Đây là hai lô lớn nhất của vòng 2 gọi vốn Utera. Chúng ta hãy cùng nhìn những gói nhỏ hơn là gói 1.000 đô, lợi nhuận phân bổ cho các nhà đầu tư là 28%. Công ty SWC US Discovery là 72%. Lợi nhuận ròng kỳ vọng của nhà đầu tư là 218 đô và tiền lãi kỳ vọng hàng năm của nhà đầu tư là 21,8%. Với gói 500 đô, lợi nhuận phân bổ cho nhà đầu tư là 26%. Công ty SWC US Discovery là 74%. Lợi nhuận ròng của nhà đầu tư là 101 đô.
và tiền lãi kỳ vọng hàng năm của nhà đầu tư là 20,3%. Các điều kiện đầu tư của Utera: thứ nhất, các khoản đầu tư được cung cấp trong 5 năm dưới hình thức trả ngay hoặc trả góp trong 10 tháng. Thứ hai, lãi suất cố định 0,1% mỗi năm cho việc sử dụng vốn. Thứ ba, sau 5 năm, nhà đầu tư có thể rời khỏi dự án và rút các khoản đầu tư cũng như tiền lãi từ việc sử dụng vốn. Thứ tư, nhà đầu tư có quyền thanh toán trọn đời đối với lợi nhuận cũng như tiền lãi của việc sử dụng số tiền đã đầu tư. Thứ năm, nhà đầu tư nhận được lợi nhuận theo biểu giá đã chọn. Thứ sáu, trong trường hợp nhà đầu tư vẫn còn đang ở trong dự án và không rút lại khoản đầu tư của mình, mọi quyền lợi của nhà đầu tư sẽ được chuyển cho người thừa kế. Mỗi nhà đầu tư sẽ có một hợp đồng với các điều kiện chi tiết về đầu tư. Việc đầu tư có thể được thực hiện một cách thuận tiện thông qua chuyển khoản ngân hàng cũng như sử dụng các hệ thống thanh toán. Và hiện nay, thị trường đang cung cấp cho chúng ta những mô hình đầu tư nào? Thứ nhất, chúng ta có tiền gửi ngân hàng với lãi suất là 8 đến 9% mỗi năm. Đồng tiền là 0,2 đến 0,4% mỗi năm. Đối với bất động sản là 15 đến 20% mỗi năm. Đối với cổ phiếu là 10 đến 12% mỗi năm. Vàng là 8 đến 10% mỗi năm. Cho thuê lại là 18 đến 20% mỗi năm. Trái phiếu là vào 6 đến 8% mỗi năm. Bạc là 15 đến 17% mỗi năm và crowd lending là 15 đến 20% mỗi năm. Vậy Utera đang cung cấp cho chúng ta những gì? Từ 17,9% đến 46,8% mỗi năm. Đó là lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư theo dự báo lạc quan. Bạn đang đầu tư vào sản xuất thực tế với một sản phẩm chất lượng cao mang tính cạnh tranh, với một thị trường bán hàng được nghiên cứu, với tiềm năng mở rộng quy mô lâu dài. Bạn đang mua một công cụ để tìm kiếm thu nhập thụ động với tần suất thanh toán là một lần mỗi quý, phần trăm lợi nhuận cố định và không giảm. Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận dòng của Utera Middle East Agro Industry được cố định trong hợp đồng. Chúng tôi tăng lợi nhuận bằng cách giảm chi phí. Tối ưu hóa sản xuất sẽ cho phép chúng tôi mang lại lợi nhuận cao hơn cho các nhà đầu tư của mình. Lợi nhuận cá nhân của bạn tính bằng tiền có thể tăng lên nếu chi phí vận hành giảm hoặc giá bán của một lít mún chiết Utera tăng lên. Đầu tư dài hạn là tối đa. Sản xuất không bị giới hạn bởi thời gian sử dụng. Nhà máy dự trù cho việc nâng cấp thiết bị. Đất được thuê trong vòng 50 năm và có khả năng gia hạn hợp đồng. Hãy đầu tư vào các công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, được chào đón và có tỷ lệ lợi nhuận cao. Chúc bạn sáng suốt nắm bắt cơ hội và sở hữu cho mình những lô Utera phù hợp. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào những webinar lần sau.